Cơ quan soạn thảo vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt bản mới, trong đó bao gồm những đề xuất thay đổi mức thuế đối với xe ô tô. Theo dự thảo mới, hầu hết các dòng xe ô tô nhập khẩu sẽ được giảm thuế theo lộ trình từ tháng 7 năm 2016 đến năm 2018. Cụ thể, ô tô có dung tích xi lanh từ 1.500 cm khối trở xuống sẽ được giảm 5% thuế so với hiện hành từ 1 tháng 7 năm 2016 và giảm 10% so với hiện hành từ 1 tháng 1 năm 2018 loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm khối đến 2.000 cm khối sẽ được giảm 5% so với hiện hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Trong quy loại có dung tích xi lanh từ 2.000 cm khối đến 2.500 cm khối giữ nguyên mức thuế 45% như hiện nay. Theo hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, với thuế xuất thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ khu vực ASEAN sắp giảm về 0% vào năm 2018, việc giảm mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ làm giảm giá xe, dẫn đến thị trường tăng trưởng nóng và xe nhập khẩu sẽ hưởng nhiều lợi thế. Cùng với đó, nguồn thu cho nhân sách giảm. Vì vậy, việc giảm thuế tiêu thụ ở mức 5 đến 10% là hợp lý. Dự kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 11 dự kiến vào tháng 3 năm 2016.